Vậy nó vậy không à? Ủa vậy nó vậy không? Tới cầm ổng kia, ổng chụp con thang máy không? Hello, hello, Avis Dũng Tàu. Avis Dũng Tàu à, khách sạn này nó đúng ra giá cũng cao hơn Phú Quốc với Đà Nẵng mình lên đặt. Nhưng cảnh cũng đẹp, nhưng mà hơi nhỏ so sánh với lại mấy chỗ kia. Ở đây nhìn nó service nó không tốt bằng Phú Quốc với Đà Nẵng, Dũng Tàu mà trời. Cũng được chứ không có tốt. Bởi vì đây nhiều người tới quá nó mới lấy giá cao, nhưng thật ra thua bên kia, thua nhiều. Dũng Tàu, hello Dũng Tàu. Swimming out there for a morning swim. Yeah. I'm going down for a swim too. Núi quá trời. Tự nhiên đi quay con nhung lên tùm lum đó. Ngày vậy đó. Suốt ngày nhung hoài. Tụi về vậy giờ mới biết là sao. Không giải thích rõ ràng đâu cho ngủ. Thấy quả đó không? Mày ngái đi đi dâu nữa rồi. Ngái tao bị ngứa rồi, chưa tắm bị ngứa nè. Sao ạ?
tối ăn hải sản nè. Đúng rồi. Dưới đây có sứa không? Đâu biết được. Món phần Vũng Tàu. It's not that. It's beautiful here. Chưa có chưa nghe được cặp tên phim. Chưa khao. How I cry. Đà Nẵng and Phú Quốc is much nicer than Vũng Tàu. In terms of people. It's near Saigon, so just to the many people. What the hell are the dogs doing? Running out there. Take shit along the bit. Hey, long one. Đâu, bệnh nó bị Phú Quốc cũng đâu đâu không biết gì vậy. Đà Nẵng cũng đâu đâu, ơ Đà Nẵng đâu, Đà Nẵng đâu. Chứ là dưa. Ông cho chó chạy mà lung lá, dưa ẻ mà lung. Quay lên chó. Thêm thằng, thằng nữa nè. Biển cái chó nhiều mọi người. Anh dưa ẻ mà lung lá sao vậy, cái thằng không rồi. Biển ra Vũng Tàu chó nhiều mọi người. Tại nó tập bậy tập bậy nó được. Too many dogs in the bin. Take shit everywhere, nobody clean up. Bạn gái có tắm không? Có cái mây không? Không biết nó lạnh nó xuống chụp hình này cái. Nó không mây thì nó đưa nó đồ cho nó giữ. Nó quay mình đi tắm. Hai người đàn ông đi tắm. Mình về đây. Cái sàn dở, cái giường dở mà. Cái giường nó chạy hai cái. Chạy. Ngủ. Do nó hay kém đi tắm ngày nãy thì nó gọi nó ngủ luôn. Không biết được. Vũng Tàu tôi sợ nhất là sứa. Chúng ta
thức không nổi. À, thức không nổi luôn à, làm nhiều quá giờ mệt rồi thức không nổi. Thôi cũng nhỏ đâu lớn. Thôi không đi con voi đừng đừng thấy nó. Tay lên đi, giơ lên. Đứng thấy mặt em mày. Em quay xong thấy mặt em được. Em sợ. Em sợ thấy mặt rồi mấy con kia nó đang lên. Quá ngon. Xong rồi mấy ốp đi, chạy con đi. Mấy ốp, tao đi chạy con đi. Ừ. Thôi không ăn giá đâu, không ăn giá. Look like Greek in them. So like Greek Italian coffee. And look out to Bãi Dâu of Vũng Tàu. Is it Bãi Dâu Strawberry Beach? It's way to go down Bãi Dứt Phân Bích. This way we go down the Bãi Sao. That's a big hotel, the color like in Creek of the Lab. In Vietnam. Okay, we go up at the hotel and here is a cafe at the hotel. Santorini. Biết cái khách sạn quán cà phê này tại sao nó lấy màu xanh không? Cái màu này là màu của Hy Lạp, có nghĩa là có một cái vùng biển á là toàn nhà xanh xanh vậy, không xanh với trắng, mà bên Hy Lạp đẹp lắm. Cái màu xanh giống như bên Hy Lạp vậy. Bên Hy Lạp á. Ôi xin lỗi.
Hello. Này nó anh biết sao lại màu xanh không? Màu xanh màu trắng sao? Anh có qua Hy Lạp chưa? Cái gì? Hy Lạp đó. Có. Đó, bên đó là gì? Trắng xanh vậy. Phong cách hả? À, phong cách của nó ngay biển đẹp lắm, đất biển sao? Alo. Sao vậy? Sạch nước. Yeah. Nước ở đây sạch rồi hả? Sao? Sốc lại.